Hi, chào các bạn, mình là Bảo đây. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip sale đàn. Ở trước giờ thì thật sự thì ở shop mình thì cũng lâu lâu cũng có sẽ có chương trình khuyến mãi anh em. Nhưng mà trên kênh của mình thì trước giờ không có. Và hôm nay thì mình làm một cái clip để có thể nói là lấy tương tác cũng như là tri ân tới anh em. Mình vừa về một lô đàn Nhật, nhưng mà mình sẽ lấy một cây đàn có thể nói là khủng khủng long trong cái lô này mình sale cho anh em. Nếu mà anh em nhìn qua thì anh em biết là đây là một cây Yamaha dòng L đó. Thường thì phân khúc mà mình á, thực sự anh em, dòng Yamaha thì mình lại thích những cái dòng L hồi xưa, L5, L6, L8, L10, tiếng của nó vô cùng chắc nét và long lanh. Còn những dòng mới bây giờ thì không bằng anh em. Thực sự là nó được cái là ngoại hình mới, nhưng mà chất âm mình thấy theo cá nhân của mình á, thì mình thấy là nó cũng hay nha, hay nha, nhưng mà nó cái độ mà độ tình của nó, tình cảm của nó, với lại cái độ mà gọi là nét căng của nó là nó không bằng những cái đàn làm thủ công hồi xưa. Những cái đàn mà những người Nhật hồi xưa họ làm thủ công nhiều hơn là những cái đàn mà đại trà bây giờ đó. Và anh em mà tín đồ của Yamaha thì anh em nhìn sơ qua là anh em sẽ biết là đây là một cây Yamaha dòng L, dòng cao cấp của Yamaha. Và anh em biết nè, cho mặt lưng cái là anh em sẽ biết là phân khúc là mấy liền. Anh em nhìn kỹ đây, những cái đường đây. L8, L10 anh em, và cây này trên tay mình là cây Yamaha L8 đó, phía trước anh em đi thấy nè. Thấy không? Đó, đầu đàn phải nói những cái đàn của Nhật mà họ làm á, là gọi là nồi đồng có đá luôn. Anh em cứ xài, anh em xài hoài, xài hết đời này sang anh em đời truyền sang đời con đời cháu vẫn xài bình thường anh em, trừ cái trường hợp mà anh em vô tình mà làm nó ngã, nó gãy, nó vỡ thôi. Nó khóa này em thấy nè, vàng khè này, nó như như vậy đó. Còn riêng trên cây đàn này thì mình đã lắp dây Elacer rồi, bộ dây Elacer trên cây đàn này rồi. Những cây này là phải dây Elacer anh em. Rồi quay lại cái vấn đề mà mình nói là mình sẽ sale để lâu lâu làm một cái clip lấy tương tác với anh em cho vui. Thì cây đàn dòng Yamaha L8 mà nó có hộp đàng hoàng, hai anh em tí nó cho anh em xem cái hộp chỉnh chu đàng hoàng. Thì dòng này thường mình sẽ bán là nằm ở phân khúc là 24 triệu. Nhưng mà riêng cái cây đàn này nha anh em, trong cái clip này tại vì L8 mình có review nhiều lắm, những cái clip trước mình review liền, nhưng mà cái clip này ngày giờ này ngày thì anh em nhìn xuống clip là anh em biết rồi. Và cây này này, tại có một cây này là mình sẽ sell là 20 triệu đó, cho anh em nào nhanh tay sở hữu nha. Ví dụ như ngày mai ngày mốt mình lên cây khác thì không có giá này nha anh em, không có giá này đó. Một cây đàn phím đồ còn chỉnh chu, anh em nhìn là còn sáng bóng lưỡng nè. Dây thì mình lắp dây mới cho anh em rồi và canh chỉnh action luôn rồi, mình mới lên em mình quay clip. Cần thẳng tắp anh em, cần thẳng tắp luôn. Thì cái dòng này thì anh em biết cái âm thanh nó nội lực cỡ nào rồi. Nếu mà nói về đàn Moritz, Moritz mình rất thích bán đàn Moritz với lại Yamaha, đặc biệt là dòng L, thì Moritz tiếng của nó, cái bass của nó không có gọi là căng đầy mà nó đầm ấm, nó đầm ấm anh em. Cho nên là rất là nhiều anh em thích chơi nhạc nhẹ bolero thì lại chọn nó. Còn mà anh em mà thích gọi là nội lực căng đét luôn, mình bảo đảm anh em mà ôm cái đàn này mà ra ngoài chơi á, là nó nuốt chửng hết tất cả những cái đàn bên ngoài. Âm mộc nha, mình nói âm mộc nha, nãy giờ là anh em nghe là âm mộc rồi nè. Mình quạt tay ở lực bình thường đó, không có mạnh á. Và cái độ rền của nó anh em nghe kỹ,
nếu mà anh em nghe kỹ là cái độ rờ của nó gọi là nó dũng mãnh anh em, dòng Yamaha nó chắc tiếng vô cùng chắc, và đặc biệt là dòng L đó. Kênh này thì mình review nhiều rồi, trước giờ mình review nhiều. Anh em nào mà đã có sở hữu ở nhà mình mà sở hữu bộ sưu tập, ví dụ anh em mà trước giờ anh em chơi một rig ha, thì anh em thử đi sưu tầm cho mình thêm một cây Yamaha. Về anh em chơi bolero, anh em chơi nhạc nhẹ vẫn bình thường, nhưng mà tiếng của nó gọi là nó mạnh hơn thôi, cái kiểu như nó nét căng, cái bass nó rất là đầy đặn. Rồi anh em trước giờ mà anh em đã sở hữu những cây L5, L6 thì anh em sở hữu thêm một cây Yamaha L8 nữa để nó trọn bộ sưu tập của mình. Ở trong cái clip này thì mình sale chỉ còn là 20 triệu anh em đó, cho anh em xem lại cái ngoại hình của nó này đó. Thì những cây đàn cũ thì không thể nào mà tránh khỏi những cái vết gọi là xước lông mèo hay là những cái vết cứng nhỏ, tại vì những cây đàn này là những cây đàn mà đã qua sử dụng qua tay rồi. Thì anh em biết rồi, đàn mà mình ra ngoài mình sử dụng không thể nào mà nó tránh cái trường hợp, cái trừ khi mà mình chỉ chơi một mình bỏ ra bỏ vô bỏ ra bỏ vô. Mà cây đàn nào mà nó hay rồi là anh em sử dụng nhiều là nó sẽ có bị nhiều, nhưng mà riêng cây đàn này là nó cũng còn rất là ok nè. Anh em nhìn qua mình quay bằng quay rất nét nè, nó đầu đàn anh em thấy không, Yamaha cần là phím sáng bóng ha, phím còn ngon dữ lắm. Dây thì anh em thấy là mình đã lắp dây Elacer vàng rồi, Elacer xịn rồi, mặt tớp nè đó, mặt tớp rất là sẫm ha đó, anh em nhìn nè, mặt tớp để nghiêng nghiêng là anh em sẽ thấy nó cái mặt sẫm này, thấy không nè, nè nghiêng nghiêng ánh sáng nó vô nhà anh em thấy nè đó, lưng hông nè, cảm ơn rất là chỉnh chu nè ha. Phía sau là đeo dây đó, cần cần vị trí ngay chỗ này là còn liền lạc ha, anh em nhìn thấy nè, để gần anh em xem nè. Anh em mua đàn cũ anh em sẽ sợ những cái vấn đề cái chỗ này là làm lại ha, nè anh em nhìn thấy nè, thấy không, rất là liền lạc nè, những cái vết nối nè đó. Khóa đàn em thấy khóa đàn không, vàng mặt mặt lưng đen ống luôn. Lên những cái dòng L8 L10 là anh em thấy mặt lưng vô cùng đẹp, nó gọi là nó đen ống luôn, anh em cảm ứng đó, và đi chỉ đó. Cây này thì mình cây này là nó thẳng anh em, cây này áp xanh khi mà về là mình thấy áp xanh nó đẹp luôn rồi, nó cây đàn nó thẳng tắp, với lại áp xanh đó là con ngựa ở dưới này này, nó thẳng tắp luôn đó, mặt thùng là phẳng ha. Nói chung là cây này chỉnh chu á, mình sale cho anh em còn 20, chứ bình thường cây này mình sẽ bán là 24 anh em, L8 dòng L8. Xong cây này thì mình sẽ lên một vài cây nữa. Cây nữa thì mình bán giá bình thường như cái clip này, clip đầu tiên của cái lô này, và sau này mình sẽ làm vậy đó. Khi mà mình về một lô hàng Nhật đấu giá thì mình sẽ lấy một cây nào ngon ngon chứ mình theo, chứ không có lấy mấy cây mà thấp thấp rồi mình sell xuống. Ví dụ lấy cây đúp 20 mình sell xuống đúp 18 mình sell, thì không, lấy mấy cây mà khủng khủng như này đó cho nó sơm sơm, cái mình sẽ quay những cây đàn khác cho anh em này đó. Âm thanh thì em nó mình nói anh em là cây nào như cây đó, cây nào như cây đó, nó chuẩn anh em, họ làm rất là chuẩn. Yamaha L8. Rồi cho anh em xem cái hộp nè. Rồi trước giờ mình quay, mình thấy là tại vì cái hộp nó cũng không quan trọng nhưng mà cũng có nhiều anh em quan tâm. Vâng, đây anh em. Thì cái hộp này anh em nhìn vô rất là ngầu ha. Đó, cái màu của nó là màu nâu, kiểu như màu nâu đất. Thì hộp mà nó bảo vệ cây đàn thì tất nhiên là nó bên ngoài của nó nhưng mà nhìn cái hộp này còn đẹp là anh em này, thấy không? Đó, tất cả chỉnh chu ha. Đây là cái hộp zin của cây Yamaha L8. Anh em mua là mình sẽ lấy cái hộp mình gửi cho anh em, hộp này. Chuẩn cái hộp này. Đó.
chuẩn cái hộp này, cho nên là khi mà anh em mà mua hàng mua đặc biệt những cây mà dòng cao như thế này á, mà có hộp zin cứng như thế này á, thì anh em hoàn toàn là 100% là yên tâm khi mà mình gửi đàn về cho anh em. Đó. Bên trong là màu vàng anh em nè, em thấy không? Bên trong là cái lớp nhung màu vàng đặc trưng của dòng Yamaha Classic hay là Acoustic gì cũng vậy. Đó. Khi mà mình gửi gửi cho anh em á, là mình bỏ cái đàn vô, thì những cái chỗ nào mà nó gọi là nó trống á, là mình sẽ nhét vô, mình sẽ nhét mút cho nó đầy ha. Cái này nó rất là cứng, rất là cứng. Rồi sau đó là mình sẽ bọc thêm cái bên ngoài nữa, mà mình đi là 4 lớp. Nếu mà trước giờ thử anh em nào mua đàn của mình rồi, anh em thử comment dưới có phải không, là cây đàn nào mình gói cho anh em á, là mình cũng đều gói 4 lớp rất là dày dày cui nè, vì nhà anh em nội mà anh em mà gỡ cái lớp ngoài ra anh em là ná thở luôn á. Cho nên anh em yên tâm, kể cả những cây cây đàn mà nó không có hộp mà mình gửi bằng bao thường á, thì mình sẽ là quấn cái lớp, rồi mình quấn sang một cái lớp carton ở ngoài, sau mình sẽ quấn thêm 4 lớp. Còn những cây đàn này là mình bảo đảm cho anh em gọi là 100% chắc cú khi mà mình gửi về cho anh em. Đó. Rồi, quay lại với lại cái em sale này. Bình thường cây đàn này khi mà về thì dây của nó không phải là dây laser nha anh em. Bình thường cái đàn này dây của nó là nó cũ nha, về là dây nó đã cũ rồi. Cho nên là trong cái clip này là anh em mua cây đàn này là đã được được gắn dây xịn rồi, gắn dây laser rồi. Về nhà là anh em chơi thôi. Về nhà là anh em chơi thôi. Thấy tiếng không? Phím này. Đó, anh em nào mà chơi phím thì cây này này thấp thì chơi trên cao trên fingerstyle rất là ngon. Đó, như mình nói là anh em nào mà chơi phím á, thì cái tiếng của nó còn dữ hơn. Quá trời nét luôn. Dây laser này là mình lắp dây laser chuẩn size 11 nha anh em. Size 11. Có nhiều anh em hỏi mình là nếu mà muốn mềm hơn thì chơi như thế nào? Size 10. Rồi. Ok nha, thì anh em nào mà đã thích rồi, với lại ổn áp về cái giá rồi, thì anh em cứ alo nhắn tin cho mình 0903 398 512. Cảm ơn em nha.